Mỹ Nga tàu sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày, đất kia sụp đổ nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào, tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Việt Nam thời Âu Thước bắt cầu, để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Đó là sấm truyền mặc khải của tiên tri Việt Nam cách nay khoảng 140 năm về trước, cho biết trước là chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ, Mỹ Nga tàu sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày, đất kia sụp đổ nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào, tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Việt Nam thời Âu Thước bắt cầu, để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, cùng lúc phụ giúp tôi thông báo những mặc khải và những tin mừng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại, và nhân loại cần được biết gấp về những phép lạ và những mặc khải sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã được biết trước. Kính thưa đồng bào, trong những ngày tháng sắp tới rất gần đây, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ sắp xếp, sẽ tỏ hiện ra cho đồng bào biết tôi là ai, và đồng bào có bổn phận sắp xếp đón tôi về Việt Nam gấp để làm việc. Hiện tại tôi đang làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Vì thế đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Tôi chính đây y sư thánh giống tái thế. Tôi chính đây minh vương Việt Nam. Tôi đã từng làm vua Việt Nam nhiều lần. Giờ đây tôi trở lại giáng lâm một lần nữa theo lệnh của Thượng Đế để làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, và đồng thời lãnh đạo Hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Vì thế đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, ăn năn sám hối gấp, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi, phụ giúp quý vị đồng bào nhân loại thông báo những tin mừng vĩ đại của Thượng Đế đã tỏ hiện ra trên mây, cùng những mạc khải sấm lệnh mới nhất cho tất cả nhân loại cần được biết gấp, vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Đó là lý do tại sao Ngài đã hiện ra trên mây tại nền trời thành phố Westminster, California 92683, cũng như Ngài cho nhiều phép lạ hiện ra trên mây, trong đó có hình ảnh linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Đồng bào mong mắn vào trang website faithgodjesusguy.com xem xét, học hỏi và đồng thời chấp hành gấp. Đồng bào Việt Nam chúng ta không được phép chậm trễ nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ. Những ai khinh thường việc làm Hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại thì những kẻ đó đã bị quỷ Satan bắt rồi, hoặc là
họ sẽ bị quỷ Satan bắt. Và rồi linh hồn của họ sẽ bị ở chung với bọn quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Vì thế đồng bào nhớ nghe lời tôi hướng dẫn. Ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp bằng cách là phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đây là khuôn mặt cha trị Giê-xu hiện ra trên mây, trên nền trời thuộc thành phố Westminster, California 92683. Sau đó Ngài cho nhiều phép lạ hiện ra, trong đó có hình ảnh quỷ Satan hiện ra trên mây, cảnh báo về việc chiến tranh bom nguyên tử và cũng như động đất tsunami, cũng như sức nóng mặt trời và sức nóng tội ác nhân loại và sức nóng của quỷ thần tấn công quả địa cầu, và sẽ có động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu bị nhận chìm xuống đáy biển, và chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Vì thế chúng ta hãy ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Một lần nữa, Y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2014. Tôi tường trình và cảnh báo và tường trình ở tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Tất cả người Việt Nam mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn gấp, cũng như tất cả nhân loại mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì đây là sấm lệnh của Thượng Đế. Tôi nhận được và tôi có trọng trách là thông báo cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Vì thế, đồng bào nhân loại mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Ăn năn sám hối gấp. Cậy trông vào hồng ân cứu rỗi của cha trời Giê-xu, bởi vì chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi nhân loại chúng ta mà thôi. Nhớ những gì tôi cảnh báo và thông báo ngày hôm nay.